Rất vui được chào đón anh chị em quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một em vàng Google V6 cho một anh khách ở trong Bạc Liêu. Anh khách này thì đã ủng hộ của bên em rất là nhiều sản phẩm vàng số, và hôm nay lại tiếp tục trở lại và ủng hộ bên em thêm một sản phẩm V6. Anh này rất hay mua hộ bạn bè và đã trải nghiệm và ủng hộ bên em khá là nhiều. Đây là em quay qua tổng thể. Như em cũng đã thống nhất với anh khách là do vận chuyển về thì em bị rơi mất 3 cái lúm của em V6, thì em đã lắp 3 cái lúm khác. Nên anh chị em nhìn trên clip thì nó có cái hình dạng nó hơi khác hơn một chút so với những em V6 khác. Cái bộ lúm là lúm này nó hơi bé hơn thôi. Đấy, và em cũng đã trao đổi và anh đã ok đồng ý, và hôm nay thì em lại test lại để gửi đến cho anh. Em check qua tiếng mic. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Em đang ghép cùng với một âm ni nội địa nhưng mà cho ra chất âm rất là tốt anh em nhé, tiếng khá là bay. Em đã set up sẵn 7-8 chế độ rồi, và anh này thì cũng sử dụng vang số khá là thành thạo nên em cũng không phải chỉnh quá là tỉ mỉ. Anh sử dụng anh đã làm chủ được em vang số qua phần mềm cũng như là các cái phím này rồi, nên em không cần phải quá chi tiết kỹ càng. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến các cái mã vang số hoặc các cái thiết bị karaoke thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Bên em ship hàng toàn quốc. Em xin phép tạm dừng clip tại đây, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chào anh em.